Kính thưa quý vị, câu chuyện tiếp theo liên quan đến vấn đề dịch bùng phát ở bên Ấn Độ. Thật ra cho đến bây giờ chúng ta thấy nhiều quốc gia mà lấy cái loại chích ngừa của bên Tàu Cộng, đa số đều bị bùng phát dịch bệnh một cách nặng nề. Trước hết là vấn đề chi lợi ở bên Nam Mỹ. Sau khi Tập Cận Bình cách đây 3 tuần lễ viện trợ cho chi lợi vào khoảng độ 2 triệu liều thuốc vaccine chủng ngừa, thì bệnh dịch đã lan tràn ở bên Chí Lợi. Đến bây giờ, Chí Lợi là một quốc gia bệnh cao nhất ở Nam Mỹ. Rồi Campuchia, chúng ta có Hun Sen. Quý vị nhớ Hun Sen cách đây một tháng đã nói rằng là cảm ơn Tập Cận Bình đã viện trợ 1 triệu liều thuốc vaccine của Tàu Cộng. Và Hun Sen còn vỗ ngực nói rằng tôi là một người chích đầu tiên. Thì sau khi tên này nói vấn đề đó thì bây giờ dịch đang bùng phát ở bên Campuchia. Rất nhiều người Việt mà Campuchia gốc Việt, người ta gọi là Campuchia Chrome, thì bắt đầu trên đường lẻn về Việt Nam. Cũng như những cái tên Tập Cận Bình, Tàu Cộng ở bên Campuchia cũng đang ào ạt về nước, mà không phải về Tàu Cộng mà trở về Việt Nam. Cho nên là Việt Nam bây giờ, bà con chúng ta không nên đi đến Việt Nam trong cái giai đoạn này. Muốn an toàn chúng ta phải để chờ hết năm nay, bởi vì bây giờ dịch đang bùng phát ở Việt Nam. Bên cạnh Campuchia, bên cạnh Tàu Cộng và lại còn bên Ấn Độ. Ấn Độ bây giờ nó đông đến cái độ mà cái cảnh mà thiếu người. Ấn Độ là hỏa thiêu nhiều lắm. Các bệnh viện không còn chỗ để mà thiêu. Dân chúng phải đem ra ngoài đường, đem ra ngoài dòng sông, rồi chất củi và thiêu lấy. Và dân chúng bây giờ đau khổ nhất là họ thiếu cái oxy. Cái bệnh dịch Vũ Hán này là nó tấn công cái phổi của con người. Cho nên khi quý vị mà bị nó tấn công lạm là ác lắm. Những cái tế bào phổi của chúng ta hoạt động bóp, nở để cho đưa oxy vào nuôi máu cơ thể. Thì cái loại virus Tàu Cộng này nó thâm độc như là thằng Việt Cộng, như là thằng Tàu Cộng, súc sanh Tập Cận Bình. Nó bao cái tế bào phổi và bằng một cái chất mỡ, cho nên tế bào phổi không còn làm việc và bắt đầu hụt hơi, thiếu oxy. Và những người bị bệnh này mà không có trợ thở bằng oxy, bằng máy ventilator, chết, là một cái chuyện rất dễ hiểu, không cần biết già hay là trẻ. Bởi vậy cho nên ở bên Ấn Độ bây giờ họ đang cần rất nhiều bình dưỡng khí oxygen. Và họ còn ra lệnh là những tên nào mà còn ngăn cản không đưa oxy cho bệnh nhân có thể sẽ bị treo cổ. Để quý vị thấy tình trạng khẩn trương như thế nào. Và trước cái sự kiện đó thì Hoa Kỳ, ông Thủ tướng Modi, họ đã tìm đến với Hoa Kỳ để xin được giúp đỡ. Và Hoa Kỳ đã và đang và sẽ tiếp tục yểm trợ ông Modi bằng cái loại thuốc vaccine mà lâu nay chưa được phép dùng ở Hoa Kỳ. Đó là loại AstraZeneca, cũng như là Johnson & Johnson đã bị cấm trong vòng 11 ngày vừa qua. Thì cái loại thuốc AstraZeneca này được sản xuất chế tạo ở các nhà máy của tiểu bang Maryland ở thành phố Baltimore. Và đến bây giờ thì chính phủ Hoa Kỳ đã chở hàng triệu liều thuốc vaccine đến Ấn Độ và đã giúp các cái loại máy oxygen và máy trợ thở tràn ngập của bên Ấn Độ để giúp cho dân chúng. Nhưng mà quý vị biết rằng là đối với một quốc gia mà dân chúng đến 1.300 triệu, không phải là một sớm một chiều mà người ta có thể giải quyết được. Cũng như là cái vấn đề dịch bệnh, tại sao Ấn Độ cả năm nay người ta không bị bùng nổ, mà đến bây giờ lại bị phát dịch một cách nặng nề. Lý do dễ hiểu, chúng ta phải thật thà mà nói rằng Ấn Độ là một quốc gia, tuy rằng có những người giải Nobel về văn chương như ông Tagore, có những người chính trị giỏi như là ông Gandhi hay là ông Nehru, nhưng mà cái dân trí của Ấn Độ thật ra vẫn còn thấp kém. Cho nên vấn đề y tế, vấn đề vệ sinh nó còn bừa bãi. Quý vị có nhìn thấy một cái dân tộc nào mà cái lẻ nhiều, chúng ta cứ phải nói thẳng là như thế, thì làm sao mà có thời giờ mà nuôi dân và dạy dân cho nên người. Cho nên nước Tàu cũng là một trong cái tình trạng ăn mà chỉ có đẻ 1.400 triệu, nó đẻ như gà, nó đẻ như vịt. Cuối cùng
Dân chúng Tàu bây giờ quý vị thấy không? Một số cán bộ nó tham nhũng, nó có tiền, còn 90% dân vẫn khổ như là con vật. Thì Ấn Độ cũng vậy, lâm vào tình trạng ăn và đẻ quá nhiều, bị nạn nhân mạng. Cho nên cái đời sống của bên Ấn Độ giờ này vẫn còn lao đao. Và khi mà xảy ra dịch bệnh, chính phủ không thể đáp ứng được vấn đề y tế, vấn đề dân sinh là như thế. Và chúng ta lại còn một điều nữa là trong tuần vừa rồi chúng ta có cái vụ Oscar phải không? Thế thì có một đạo diễn người Tàu được giải Oscar là vì quý vị biết rằng Hollywood bây giờ nó là coi như công cụ của Tập Cẩm Bình. Cũng chỉ vì tiền chả có gì hết. Tất cả những cái phim của Hollywood làm mà chiếu bên Tàu là phải được Tàu, một tên chính ủy, nó ngồi cạnh hãng phim để nó coi những câu chuyện. Nếu có một đoạn nào, một chi tiết nào nói xấu Tàu Cộng, dẹp, khỏi làm phim. Ngay cả cái phim chúng ta thấy dễ hiểu là phim Hoa Mộc Lan, mà cô bé đóng tài tử chính đã được Tập Cẩm Bình giao cho Hunter Biden mua vui. Ở bên Tàu chiếu, Tàu bỏ ra hàng tỷ để mà xem cái phim Hoa Mộc Lan. Trong khi bên Mỹ bây giờ chúng ta coi free mà có ai coi đâu. Và đó là lý do tại sao mà Oscar đã bị mất điểm. Quý vị nhớ Oscar vào những năm gọi là 2003, chúng tôi có một cái thống kê cho thấy rằng Oscar vào những cái năm trước rất đông người coi. Chẳng hạn như là vào năm 2020 vừa rồi chỉ còn vào khoảng độ 16 triệu người coi, nhưng đến bây giờ 2021 thì chỉ còn có chưa đầy 8 triệu người coi. Bởi vì dân chúng Mỹ bây giờ người ta chán vấn đề Hollywood vì nó là tay sai của Tập Cẩm Bình. Đó. Tất cả những cái công cụ của Tập Cẩm Bình ở Hoa Kỳ và thế giới vật đi hết. Vì vậy cho nên cái loại gọi là những cái chích ngừa của Tàu Cộng đều đem lại cái chết chóc cho con người. Và những nước nào nghèo khổ mà cứ xin thuốc của Tàu cuối cùng bị tiêu diệt. Tàu nó có cái thâm độc là nó muốn tiêu diệt dân tộc khác để chỉ còn dân tộc Hán của nó mà thôi. Cho nên đấy là một trong những cái sự kiện mà chúng ta thấy rằng ở bên Tàu bây giờ tất cả những công ty của Mỹ mà làm ăn với Tàu đều thất bại thê thảm. Điển hình là vấn đề Hollywood, là thủ đô kinh đô về điện ảnh của thế giới, mà chỉ có vì đi theo Tàu mà giờ này Hollywood trở thành một cái chùa Bà Đanh không ai đến. Và phim Hollywood bây giờ cũng vất đi vì nó mang cái tính chất về chính trị. Rồi chúng ta nói sơ sài về cái vấn đề Disneyland cũng vậy. Ở bên Tàu, Disneyland làm việc theo ý Tàu Cộng. Và dân chúng của thế giới bây giờ cũng đang tẩy chay về Disneyland. Kính thưa quý vị, tại sao gọi là một đạo diễn phim để mà Oscar lấy lòng Tàu Cộng, giành được giải Oscar, nhưng mà Tàu Cộng phong tỏa không cho dân chúng biết về cái câu chuyện này. Đảng Cộng sản Tàu Cộng ở Bắc Kinh đã tiến hành phong tỏa bất cứ hoạt động mà liên quan đến đạo diễn Triệu Đình, là người giành được giải Oscar nhờ vào bộ phim Vùng Đất Dân Du Mục, Nomadland. 10 năm trước, trong hồi ức của nhà điện ảnh này nói rằng Tàu Cộng là nơi bà sinh ra là một quốc gia đâu đâu cũng là nói dối. Cái nó đúng. Cộng sản không có một tên nào mà nó lại không có nói dối như vẹn. Đi nói dối cha về nhà nói dối chú. Đấy quý vị thấy như tên súc sanh hồ tặc, nói dối tàn bạo, nó lấy thơ người khác, nó bỏ thơ của nó. Rồi nó giết bà Cát Thanh Lâm, bà mẹ nuôi của nó, rồi nó vẫn khóc. Cho nên những cái tên Việt Cộng nằm mùng ở đây nó rất đau khổ khi nó biết chúng ta nói sự thật về súc sanh hồ tặc. Và cái lũ Việt Cộng bây giờ nó là sao y chính bản, mở miệng ra nói láo. Quý vị nói láo đến cái độ, nhớ những hồi trước năm 75, sau khi mà tên Dương Văn Minh đã ký giấy đầu hàng vô điều kiện vì nó là theo Cộng sản, thì cái bọn gọi là bọn giặc đói ở ngoài Bắc nó vào Nam,
bốc phét không thể tưởng được. Mấy thằng lính nhãi con nó đi chợ Bến Thành, nó gặp mấy cô gái đẹp quá, nó cũng muốn tán. Thì nó mới nói chuyện bốc phét, cô ấy bảo rằng là ở ngoài Bắc các anh có cà rem không? Ối, ăn không hết còn phơi khô. Có cà trớn không? Chạy đầy đường. Có cà chua? Thiếu gì. Quý vị thấy chưa? Nó quê mùa, nó cục mịch mà nó mọi dợ đến cái độ nó không biết cà trớn là cái gì, mà cà rem là sao, mà ăn không hết còn phơi khô. Thế thì đó gọi là súc sanh mà. Nó đẻ ra là bắt đầu nó nay láo rồi. Và nó ăn ở rất là cà trớn. Bây giờ quý vị ra ngoài bốn xa này nhìn những cái thằng Việt Cộng biết liền. Mắt lắc la lắc láo. Đi xe thì là mua xe chạy mà không biết luật. Nó đến ngã tư cộ phải nó không đứng, nó không đi. Nó dừng lại, nó chờ cho đến lúc đèn xanh nó mới đi. Mà lúc đèn xanh là nó ào nó chạy. Nhìn ra biết là chú má nó trong rừng về rồi. Trong khi cái luật người ta nói rõ, ở những cái ngã tư đường mà không có cái bảng cấm cộ phải, quý vị cứ việc slow down, từ từ rồi đến ngã tư chúng ta quẹo phải, không cần phải đứng lại chờ cho đến lúc đèn xanh mặc dù không có xe quẹo phải. Cho nên chúng ta phải nói rằng là giang sơn thì dễ đổi mà nhân tâm thì khó thay, là như thế. Cái người đạo diễn Trung Quốc này trong cái phim gọi là Vùng Đất Dân Du Mục, hôm ngày 26 tháng 4, tờ báo The Times ở bên Anh có loan báo rằng không có một cái đài truyền hình nào ở bên Bắc Kinh mà lại nói về cái sự thành tựu của bà đạo diễn Triệu Đình. Đến nỗi mà cái lễ trao giải cũng không được phát tại Trung Quốc. Ngoài ra bất cứ thông tin nào, tin tức nào đề cập đến thành công của bà đạo diễn Tàu Cộng này thì đều bị chặn. Mãi đến chiều ngày 26 tháng 4, giới truyền thông tại Bắc Kinh không có bất cứ tin tức nào liên quan đến lễ trao giải Oscar lần này. Quý vị thấy chưa? Chẳng thà nó để cho dân nó dốt mà nó không bao giờ đưa ánh sáng văn minh đến nước Tàu. Giống như tên Nguyễn Văn Linh nói rằng là rất đau khổ chúng ta phải lệ thuộc vào Tàu, bởi vì chúng ta sẽ mất nước. Nhưng mà Nguyễn Văn Linh nói rằng chẳng thà mất nước còn hơn là mất đảng. Đấy, những lời nói của cái loài súc sanh là như thế. Kính thưa quý vị, đến đây chúng tôi xin tạm dừng câu chuyện ngày hôm nay. Kính chúc quý vị một ngày hạnh phúc bên người thân yêu và xin ơn trên phù hộ chúng ta.